Xin chào anh chị, em là Biển Xanh, nhà môi giới bất động sản. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh xin chia sẻ và giới thiệu đến anh chị một sản phẩm ký gửi mới tọa lạc ngay trong khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 của xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km, di chuyển giao thông rất là dễ dàng và thuận lợi. Vị trí ngày hôm nay nằm ở khu vực dân cư đông đúc và vị trí vô cùng là đắc địa, với mặt tiền là view kênh nước du lịch sông Trăng, view trực diện là công viên 7 kỳ quan thế giới. Và vị trí bất động sản ngày hôm nay thì rất là thuận lợi để anh chị có thể mua để dành, mua để đầu tư sinh lời hoặc mua xây nhà để ở, vừa kinh doanh buôn bán được anh chị nhé. Với cái vị trí view kênh nước du lịch sông Trăng và view trực diện công viên 7 kỳ quan thì anh chị mình cũng có thể là kinh doanh mở quán cà phê được anh chị với cái vị trí ngày hôm nay. Và lô này thì chủ đất đang rất là ngộp vốn, cần tiền cho nên hạ giá 100 triệu nay chỉ còn 2 tỷ 040 triệu là giá chốt, bao tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên, không phát sinh bất cứ một chi phí nào. Với cái vị trí này thì lúc trước là đã có khách trả là hơn 2 tỷ nhưng mà chủ đất nhất quyết là không bán, do là lúc đó chưa cần tiền. Nhưng mà bây giờ cái giai đoạn này lại đang rất là cần tiền, và giai đoạn này là giai đoạn vàng để anh chị mình mua được giá hời, vị trí đẹp anh chị nhé. Từ cái ống nước cọc bê tông mình đo sang cọc bên phải là 5m và dài xuống phía sau, tức là dài xuống gần đụng với cái đuôi nhà ở phía sau đó quý anh chị là 21.8, tổng diện tích trên sổ là 109.1m², nó dài bằng cái căn nhà phía bên kia người ta đã xây rồi đấy anh chị nhé, rất là dài. Và với cái diện tích ngang năm mình xây lên nó rất là rộng rãi và đẹp, vỉa hè trước đất rộng 5m, đường nhựa rất là rộng to thoáng mát. Và với những cái vị trí mà vỉa hè to thì sau này mình kinh doanh buôn bán nó rất là tiện, có thể là cho khách dừng xe hoặc là chúng ta bày bán cũng rất là rộng rãi anh chị nhé. View trực diện là công viên 7 kỳ quan thế giới, thêm nữa là có kênh nước du lịch sông Trăng, nước chảy quanh năm rất là mát mẻ, đường nhựa chạy thông. Và trong khu này thì có sử dụng là nước sạch, nước máy, điện, nước wifi là kéo vào tận nơi, đèn đường chiếu sáng quý anh chị nhé. Một khu đô thị văn minh lịch sử, và chạy thẳng con đường này thì nó thông ra đường nhựa Lục Viên, chúng ta quẹo tay phải đi về chợ Đình chỉ khoảng 3 km mà thôi, rất là gần. Gần với chợ Đình, trường cấp 1, cấp 2 và đi về các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh theo cái hướng cổng số 2 Phú Sinh này đi rất là gần anh chị nhé. Ngang 5m, dài 21.8, anh chị xây lên nó rất là rộng rãi, thoáng mát anh chị. Anh chủ đất ngộp vốn cần tiền, giảm giá 100 triệu, nay chỉ còn 2 tỷ 040 triệu. Cách đây mấy tháng thì khách của Biển Xanh có trả 2 tỷ 050 rồi mà anh chủ nhất quyết là không bán, do lúc đó cũng chưa cần tiền. Và bây giờ thì lại cần vốn để kinh doanh và trả nợ, cho nên là đành phải hạ giá. Và bây giờ thì Biển Xanh làm lại video này, quý anh chị nào xem thấy cái vị trí này nó phù hợp với nhu cầu của mình thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên gọi cho Biển Xanh, hoặc là kết bạn Zalo theo số hotline trên màn hình, Biển Xanh sẽ gửi sổ cho anh chị mình xem nhé. Và đây là thời điểm vàng đó anh chị, thời điểm này chúng ta nên có tiền thì nên đi mua vào bất động sản. Và qua đầu năm 2023, đầu năm thì bao giờ đất đai nó cũng sốt lại và chúng ta sẽ bán chốt thu về lợi nhuận. Bao giờ thì đầu năm và cuối năm bất động sản cũng luôn là nhộn nhịp. Còn cái thời điểm giữa năm này thì là thời điểm để chúng ta gom hàng. Và đây là một giai đoạn vàng, chúng ta còn chần chừ gì mà không lựa chọn ngay những cái vị trí đẹp, giá hời. Và cái lô này thì chủ đất đã giảm giá 100 triệu và nó lại rẻ hơn những lô bên cạnh hẳn mấy trăm triệu luôn anh chị nhé. Cho nên là chúng ta sẽ mua được giá hời ngay từ lúc mua. Và mình mua được cái giá rẻ ngay từ lúc mua thì mình sẽ lời ngay từ lúc mua rồi. Chính vì thế mà anh chị hãy nhanh tay. Có những cái khoản tiền mà chúng ta đang dư thì còn chần chừ gì mà không đi mua đất ngay cái giai đoạn này,
Đây là giai đoạn vàng mua được giá rẻ, giá hời và vị trí lại đẹp nữa để chúng ta có thể là bán vào đầu năm 2023. Và giai đoạn này chúng ta không đi gom hàng thì đến cái đầu năm khi mà đất nó nhộn nhịp, nó sốt lên thì lúc đó chúng ta lại đâu có hàng để mà bán. Và lúc đó mới bắt đầu là thấy người ta đi mua, chúng ta cũng đi mua thì lại mua phải giá cao. Quý anh chị và các bạn đang theo dõi video này thì hãy gọi ngay cho Biển Xanh qua số hotline trên màn hình để sở hữu những cái vị trí đẹp giá hời anh chị nhé. Chúc anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong con đường kinh doanh làm ăn của mình. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng video này tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.